Vâng, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của bên Đồ Gỗ Kinh Bắc. Và hôm nay thì ở Kinh Bắc xin giới thiệu đến các bác về một chiếc tủ rượu góc với kích thước là 55 và có chiều cao từ chân lên đỉnh là cao là 1m97. Và trong ngày hôm qua thì Kinh Bắc đã giới thiệu tất cả là 4 cái sản phẩm tủ rượu và tủ góc. Thì có một bác khách hàng đến từ thành phố Hà Giang đã chốt một chiếc tủ góc 55 hàng trơn được chọn vân rất là đẹp. Và chiếc này thì có thông số là phần khung cánh dày 4 phân và toàn bộ phần kính bên trên thì được mài góc rất là đẹp luôn. Và hơn nữa là cái sản phẩm này thì là một trong những cái dòng sản phẩm hàng trơn tru, dễ lau chùi. Thì các bác mà yêu thích hoặc là có nhu cầu muốn sở hữu thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp với đơn vị Đồ Gỗ Kinh Bắc theo số hotline đó là 0868 8240. Và cục bên dưới thì bên em vẫn thiết kế gồm có hai hồi, hàng hồi trơn, cánh trơn. Và toàn bộ phần ván hồi, ván cánh là dày 2 phân, khung cánh dày 4 phân. Chân bệ cũng làm theo mẫu là chân quỳ và là yếm trơn. Đó, rất là đẹp luôn. Và những cái đường vân thửa gỗ của cái sản phẩm này là hoàn toàn là vân gỗ tự nhiên. Và chất liệu gỗ hương đá là một trong những cái dòng gỗ đem lại cái giá trị cho các bác về cái mặt độ thẩm mỹ và thứ hai là độ bền rất là cao. Và những cái đường vân này thì được bên Kinh Bắc lọc lựa rất là kỹ đây các bác này. Đó, phần vân cánh đây ạ. Rất là nhiều vân luôn. Và ngoài ra thì những cái sản phẩm này thì đều được bên em trang bị là những cái bản lề đồng. Đó, bản lề đồng. Và bên trong thì có lắp cho các bác là một chiếc đèn led để khi các bác có thể để những cái đồ dùng, ở những cái đồ lưu niệm, đồ trưng bày ở bên trong ấy thì cái ánh sáng phản chiếu xuống rất là đẹp luôn. Đó, hàng khung cánh dày 4 phân này các bác. Và cái phần lock bên trên thì bên em làm là lock phẳng. Đó, lock phẳng để các bác có thể là để vào những cái dạ trần thấp thì các bác có thể để những cái sản phẩm này nó rất là tiện luôn. Và ngoài những cái sản phẩm góc 55 thì bên em có sản xuất những cái sản phẩm hàng góc 60, 70 hoặc là hàng đặt theo yêu cầu. Thì các bác mà có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo thì các bác có thể là qua trực tiếp đơn vị Đồ Gỗ Kinh Bắc theo địa chỉ đó là làng nghề thôn Châu Phong, xã Điên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và các bác ở xa thì các bác có thể là kết bạn qua Zalo thì bên em sẽ tư vấn và gửi cho các bác những hình ảnh và mẫu mã và sau đó thì sẽ chốt kích thước và sẽ gia công và sản xuất theo yêu cầu. Đó, đây là cái sản phẩm mà sau khi mà tắt đèn đi các bác nhìn này. Đó, rất là đẹp luôn. Và khi mà các bác mà bày biện ấy thì kết hợp với một cái ánh sáng đèn led thì tất cả những sản phẩm nó ở bên trong ấy thì rất là đẹp. Và chiếc tủ góc 55 cao là 1m97, hàng được sản xuất với chất liệu đó là gỗ hương đá Nam Phi thì bên Kinh Bắc đang bán với mức giá là 13 triệu đồng. Đó, hàng toàn bộ là kính mài. Và một bộ kính mài như này thì sẽ chênh với kính thường là khoảng độ là 700 nha các bác. Đó, 700 nghìn. Rất đẹp luôn. Kính mài đi ạ. Đó, kính mài góc. Và toàn bộ gương kính thì bên Kinh Bắc sử dụng đó là gương kính Việt Nhật. Đó, các bác mà yêu thích cái sản phẩm hàng trơn tru, dễ lau chùi và đặc biệt là theo một cái model rất là đỉnh cao, nó chọn vân chọn gỗ như này thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp với bên Kinh Bắc nhé. Và video ngày hôm nay thì bên Kinh Bắc cũng xin phép là được khép lại tại đây và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video clip giới thiệu những sản phẩm tiếp theo.